Aston Villa chiêu mộ thành công Onana với giá kỷ lục câu lạc bộ. Aston Villa đã hoàn tất phi vụ mua tiền vệ Amadou Onana từ Everton, biến anh thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ. Aston Villa đã trả cho Everton số tiền 50 triệu bảng để có được sự phục vụ của Onana. Ngôi sao 22 tuổi người Bỉ đã ký hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Villa Park. Tức đến 2029, Onana gia nhập Everton từ Lille năm 2022 với giá 30 triệu bảng, có tổng cộng 72 lần ra sân cho The Toffer. Lille sẽ đút túi 10 triệu bảng ở thương vụ này do trong hợp đồng của họ lồng điều khoản hưởng 20% hoa hồng nếu Everton bán Onana trong tương lai. Trước đó, một vài câu lạc bộ tên tuổi tại Premier League như Manchester United, Arsenal hay Newcastle đều theo đuổi Onana. Song rốt cuộc Aston Villa là đội giành chiến thắng. Chấp nhận chi ra mức phí kỷ lục của câu lạc bộ, Onana trở thành tân binh thứ 9 của Aston Villa ở hè 2024 sau một vài cái tên đáng chú ý như Enzo Barrenchek, Rob Buckley hay Ian Maxten. Trong khi đó, Douglas Luiz đã gia nhập Juventus, team Irebunam đã chuyển đến Everton còn Morgan Sanson được bán Đức cho Nice. Ở Euro 2024 vừa qua, Onana cũng thi đấu cho tuyển Bỉ và chơi tương đối tốt tại tuyến giữa. Dù vậy, đội tuyển của anh sớm dừng bước tại vòng 1/8 sau thất bại trước Pháp.